Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Sa Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau và thậm chí là với mỗi một người thì sẽ có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu, nợ nần chồng chất và nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng là bản thân mình sẽ không bao giờ có thể trả sạch nợ nần, bởi vì cứ trả hết cái này thì lại có cái khác xuất hiện. Tiền bạc đối với họ lúc nào cũng luôn luôn là vấn đề khiến cho họ phải đau đầu. Nhưng mà đối với những quý vị gia chủ tuổi ngọ thì hãy yên tâm, bởi vì nếu như trước đó quý vị có trong tình cảnh như vậy thì đó cũng chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Nhất định trong tháng 6 này thế nào, quý bạn cũng trả sạch nợ nần và không còn phải đau đầu vì tiền giống như là trước kia nữa. Nợ mấy cũng trả hết, đã thấy lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 6 âm lịch này. Tiền bạc dùng gì, phúc phận về nhà. Tuổi ngọ trong tháng 6 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo nợ nần bao nhiêu cũng trả sạch, đổi vận giàu sang nhờ có phúc phận về bất ngờ. Và trước khi đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ kênh Phong thủy Sa Cát bằng cách nhấn vào nốt đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi đăng tải. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi ngọ trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này được cục diện nhị hợp trợ lực nên công việc làm ăn kinh doanh của các quý vị gia chủ tuổi ngọ có sự mở mang và khởi sắc hơn so với năm 2021. Ra ngoài gặp được quý nhân trợ giúp nên mọi việc khó khăn đều được giải quyết. Đối với các quý vị gia chủ tuổi ngọ làm kinh doanh, tháng này sẽ có sự hợp tác mới hoặc đối tác mới. Tuy trước mắt có thể chưa đạt được kết quả khả quan nhưng về lâu về dài sẽ là tiền đề cho sự phát triển sau này. Phong thủy lộc tài nhắc quý vị gia chủ tuổi ngọ hết sức lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Xuyên suốt tháng này chính là điềm báo cản trở do hiềm khích cá nhân hoặc đố kỵ tiểu nhân, gia chủ chớ vội đắc ý mà lơ là kẻo tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tuy công việc có hanh thông thuận lợi nhưng thu nhập lại không được như mong muốn. Người làm ăn phải vô cùng vất vả mới đưa ra được việc kinh doanh đi đúng quỹ đạo. Phần lớn thành công liên quan đến phương diện tài chính đều do bản thân tự tích tiểu thành đại. Tháng này, nếu có ý định đầu tư, quý bạn nên tập trung vào các dự án nhỏ lẻ. Những mối làm ăn nhỏ sẽ mang lại nhiều tài lộc hơn cho bản mệnh trong năm Nhâm Dần. Đối với người làm công ăn lương thì phương diện tài chính chỉ dừng lại ở mức đủ chi tiêu. Tuy nhiên nếu quý bạn chịu khó tìm thêm cho mình các công việc tay trái thì thu nhập vẫn có khả năng tăng lên một cách đáng kể. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe của những người tuổi ngọ trong tháng này không có gì đáng lo ngại. Bệnh nghiêm trọng không mắc nhưng bệnh vặt khó tránh. Tuy nhiên, bệnh ắt có thuốc chữa, sớm gặp thầy gặp thuốc mà không nguy hại. Dưới tác động của hung tinh, gia chủ cẩn trọng hơn trong quá trình lao động hoặc sử dụng những vật bằng kim loại sắc nhọn, rất dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, cần chú ý vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc gặp họa về đường sông nước vào khoảng thời gian cuối tháng. Các quý vị gia chủ tuổi ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh.
Đây chính là vật phẩm có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên gia đạo cho quý vị gia chủ tuổi Ngọ có gặp đôi chút bất lợi và thấy rõ nhất chính là sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực cuộc sống. Đôi lứa mới chấm nở tình yêu đã vội vàng chia ly vì những cản trở đó. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc có ý định tiến tới hôn nhân thì nên sớm đưa ra quyết định, tránh mập mờ mà làm tình cảm phai nhạt hoặc người khác có cơ hội xen ngang gây nên những điều phiền toái. Năm nay nữ mạng đào hoa hơn nam mạng, có thể mở rộng quan hệ xã giao và chủ động hoặc thụ động qua mai mối cũng đều gặp được người tâm đầu ý hợp. Nam mệnh vì mải mê phấn đấu cho sự nghiệp gặp nhiều áp lực nên khó mở lòng, dễ bỏ lỡ cơ hội tốt đến với mình. Tử vi của từng tuổi Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Tử vi tháng 6 năm 2022 âm lịch của những người tuổi Giáp Ngọ cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp những người tuổi Giáp Ngọ trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của những người tuổi Giáp Ngọ khá ổn định trong tháng này. Bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Tháng này bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy đến với quý vị gia chủ Giáp Ngọ đã có gia đình nhưng không gây ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên, thời gian này có thể sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của Giáp Ngọ. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Vận trình của những người tuổi Ngọ sinh năm 1966 phủ một màu ảm đạm trong tháng này, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Nhiều người vì thiếu kiến thức đầu tư nên tài lộc dễ bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí phải gánh một khoản nợ nặng nề. Công việc cũng không được thuận lợi như ý muốn, vì vậy làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nghe theo lời xúi bẩy của người ngoài. Muốn gặt hái thành công, bạn cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ phụ thuộc hoặc hãm hại người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ tái phát nặng hơn, nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ gặp phải biến chứng. Vì thế ngày thường bản mệnh chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Người tuổi Ngọ sinh năm 1978 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp, bạn dễ phải chịu tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bạn cần phải luôn nghiêm khắc với bản thân mình và tự tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng dễ phải chịu thử thách trong thời điểm này. Bạn cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm của đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần phải tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện, tâm sự với đối phương để có thể hóa giải hiểu lầm. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc vẫn sẽ tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chăm chỉ làm thêm thì ắt có được một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được nửa kia phù hợp. Bạn nên quan tâm nhiều hơn tới hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Người đã lập gia đình cần chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu liên quan đến quan hệ vợ chồng. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Trong tháng 6 âm lịch, người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 sẽ có cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được điểm số khả quan trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn, không nên lười biếng, đồng thời sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Về tình cảm, vì đang trong độ tuổi mộng mơ, cho nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cha mẹ, thầy cô không vừa lòng. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch
từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Ngọ, cần chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 6 năm 2022, tức ngày 10 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 6 năm 2022, tức ngày 22 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 7 tháng 6 năm 2022, tức ngày 5 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 6 năm 2022, tức ngày 17 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng, để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của những công việc như tiến hành, động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn, hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được tư vấn hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Ngọ trong tháng 6 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Ngọ. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch hứa hẹn về tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích từ kênh. Chúc quý vị gặp nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.